Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu về bài luận tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng trong năm 2021. Về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn, sao chiếu mệnh, có phạm hạn thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không? Và trước khi vào nội dung chính, các bạn và quý anh chị đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng trong năm 2022. Nam Mạng sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ, tức tuổi con ngựa, thường gọi là cú nội chi mã, tức ngựa trong chuồng. Mệnh hỏa, tức thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Mệnh, mệnh hỏa gặp năm 2022 mệnh kim, bạch kim, hỏa khắc kim, bình thường. Địa chi, ngọ gặp dần, tam hợp, tốt. Thiên can, mậu gặp nhâm, bình thường. Sao chiếu mệnh, sao chiếu mệnh là sao mộc đức, các tinh. Sao mộc đức có quý nhân trợ mệnh, có cơ hội thăng tiến, thăng quan tiến chức, công việc bình an, sinh tài sinh lợi. Vận hạn, hạn quỳnh tiền, tức đại hạn, hạn hao tài, bệnh nặng. Vận niên, xà hãm tỉnh. Thái tuế trong năm 2022 không phạm hạn thái tuế. Tam tai trong năm 2022 không phạm hạn tam tai. Tuổi kim lâu trong năm 2022 không phạm kim lâu, có thể kết hôn làm đám cưới. Hạn hoang ốc trong năm 2022 phạm hoang ốc, tam địa sát, cần tránh xây nhà sửa nhà. Sao chiếu mệnh trong năm 2022 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng. Sao mộc đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn, dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mệnh đều gặp may mắn. Một số tác động thường gặp đối với người có sao mộc đức chiếu mệnh: có quý nhân trợ mệnh, có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp kinh doanh, được ví như vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt tối tăm. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp, cần thận trọng, đề phòng thất bại. Hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao mộc đức chiếu mệnh, thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Có bạn bè mới, có cơ hội thăng quan tiến chức, công việc bình an, sinh tài sinh lợi. Đối với việc học tập của một số người thì năm này đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình. Thường gặp thầy giỏi, bạn tốt giúp đỡ trong học tập và giành được thành tích cao. Đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Người mệnh kim gặp mệnh mộc, gặp mộc đức, tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch gặp bất hòa, nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thuận lợi là thế, nhưng khi có sao mộc đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Vận hạn trong năm 2022 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng. Hạn quỳnh tiền chủ về sức khỏe. Chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ác sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Về sức khỏe, gặp người hạn quỳnh tiền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi say sẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.
về làm ăn. Nếu kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Nhìn chung, tất cả liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó, dễ sẽ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi, dẫn đến tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như của gia đình không được ổn định. Quỳnh tiền là hạn về sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng có thể dẫn đến tử vong. Vậy nên bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên chủ quan, coi thường bệnh tật mà dẫn tới quỳnh tiền, trọng bệnh. Về làm ăn, không nên kinh doanh, buôn bán hay làm bất cứ việc gì liên quan đến sông nước, bao gồm cả việc thuê người khác vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Như vậy mới tránh được những tai họa dẫn đến với mình. Đặc biệt, bạn không nên tham gia những việc không phải của mình, kẻo tiền mất tật mang, sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống của mình và gia đình. Nếu bạn muốn giảm thiểu nguy cơ rủi ro, tăng cường may mắn và sức khỏe khi gặp hạn quỳnh tiền, đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên, để bồi đắp nền tảng gốc rễ của phúc đức và vận may. Vận niên trong năm 2022 của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 Nam Mạng. Vận niên xà hạm tỉnh. Xà hạm tỉnh là rắn bị nhốt dưới đáy giếng. Năm nay bản mệnh cần đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận, không nên đi cùng xe với người có hạn giống như mình. Nếu bản mệnh biết kiên nhẫn, chờ thời thì việc gì cũng có thể làm xong. Ngược lại, bằng vội vàng hấp tấp sẽ là dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh làm ăn trong năm này bản mệnh nên giữ nguyên như cũ, hạn chế thay đổi. Ngoài ra trong năm này bản mệnh kiêng đi xa. Công danh không có gì mới, trong năm này bản mệnh nên làm theo hướng cũ, nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tình duyên thì bình thường, phòng nghi kỵ khẩu thiệt. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng, trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Trong năm 2022, năm bản mệnh 5 tuổi, tuổi Dần phạm trị thái tuế hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Tỵ trong năm 2022, tuổi Tỵ phạm hạn thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật, tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Thân trong năm 2022, tuổi Thân phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Hợi trong năm 2022, tuổi Hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân và các mối quan hệ xã hội. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng, trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3. Còn tai có nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì gặp hạn tam tai một lần. Tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp sẽ gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi.
Bản mệnh tuổi Mậu Ngọ theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai: Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tức, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tức, Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tức, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tức, Canh Thân, Tân Dậu, Nhâm Tức. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng, không phạm hạn tam tai. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng, trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa cổ học phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử và Kim Lâu Lục Xúc. Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem nhà hoặc phải năm Kim Lâu. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào trong 4 số trên thì phạm hạn Kim Lâu. Cụ thể dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử và dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm tuổi Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng là 45 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu. Năm này bản mệnh có thể tiến hành kết hôn làm đám cưới. Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng, trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành gặp trắc trở và khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau: Nhất Cát, Hai Kiết cũng vậy, tốt. Làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Nhất Kiết an cư, thông vạn sự. Nhì Nghi, tốt. Làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có. Nhì Nghi Tấn, thất địa sinh tài. Tam Địa Sát, xấu. Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Tam Sát Nhân, do dai đắc mệnh. Tứ Tấn Tài, tốt. Làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới. Tứ Tấn Tài chi phước lộc lai. Ngũ Thọ Tử, xấu. Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Ngũ Tử Ly Thân, phòng tử biệt. Lục Hoang Ốc, xấu. Tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Lục Ốc Tạo Gia, bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản. Nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó, đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau: lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là Nhất Cát, dư 2 là Nhị Nghi, dư 3 là Tam Địa Sát, dư 4 là Tứ Tấn Tài, dư 5 là Ngũ Thọ Tử, dư 6 là Lục Hoang Ốc. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng là 45 tuổi, tuổi âm, phạm hạn tuổi Hoang Ốc, Tam Địa Sát. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem.
và đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.